Xin chào quý vị đã đến với Bình An Tử Vi. Khi xem video này, chắc hẳn quý vị đang quan tâm tới cuộc sống, vận mệnh, tương lai của mình như thế nào đúng không? Hãy cùng với Bình An Tử Vi tìm hiểu về tử vi trọn đời để biết cuộc sống, tình cảm, công danh, tài lộc như thế nào nhé. Thông tin chung về tuổi Tân Mùi năm 1991 nạp mạng. Tuổi Tân Mùi là những người sinh năm 1991 và nạp mạng thuộc cung là cung Ly và có mệnh là lộ bàn thờ, tức là đất đường đi, và có xương là xương con dê, và có tướng tinh là tướng con gấu, và nạp mạng được Phật độ mạng. Tiếp theo là qua tử vi chọn đời năm 1991 nạp mạng quà thơ. Đoán xem số mạng Tân Mùi. Mạng thổ là đất có nhiều người đi, nếu sanh mùa hạ lo chi, nhiều người giúp đỡ thiếu gì tình thương. Tân Mùi tâm tính hiền lương, giận ai làm giữ nghĩ thương lại người. Nhưng mà cách trở mẹ cha, ly hương tổ quán sau này mới nên. Số này cốt tướng ít trường, tu nhân tích đức không thì quy tiên. Nhỏ thời cầm của không bền, sau này mới khá trở nên vững bền. Tuổi này hậu vận về sau, vinh hoa phú quý, thành thơi an nhàn. Tiếp theo là về cuộc sống của nam mạng tuổi Tân Mùi năm 1991. Theo Bình An Tử Vi thì luận đoán tử vi chọn đời của 12 con giáp thì nam giới tuổi Tân Mùi có một cuộc đời nhiều lo buồn và phiền muộn. Tuy nhiên thì cũng có được nhiều may mắn về công danh cũng như sự nghiệp. Cuộc sống tuổi nhỏ thì không gặp nhiều may mắn, nhưng hậu vận an nhàn và sung sướng và có số ruộng đất hay nhà cửa thì rộng, và nếu được hưởng từ cha mẹ thì là một điều tốt. Tóm lại thì tuổi Tân Mùi thì vượt qua nhiều trở ngại và khó khăn lúc đầu, nhưng vào trung vận thì được hưởng nhiều vui vẻ về tài lộc và điều tốt về từ gia đình và hạnh phúc. Và tuổi Tân Mùi thì có diễm phúc trong sự êm ấm của gia đình và ít cực nhọc về thể xác cũng như tâm hồn. Và số được hưởng nhiều tài lộc và trung vận trở lên và hưởng thọ trung bình từ 50 đến 60 tuổi là mức tối đa. Tiếp theo là về đường tình duyên của nam mạng tuổi Tân Mùi năm 1991. Thứ nhất thì tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng này thì cuộc đời phải thay đổi 3 lần về tình duyên và hạnh phúc. Đó là quý bạn sinh vào các tháng 4, tháng 8, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Thứ hai là nếu quý bạn sinh vào các tháng này thì cuộc đời có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là quý bạn sinh vào các tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Và cuối cùng là nếu quý bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời sẽ được hưởng hoàn toàn hạnh phúc và cuộc đời chỉ có một vợ một chồng mà thôi. Đó là các tháng 6, tháng 7 và tháng 11 âm lịch. Tiếp theo là về gia đạo và công danh của nam mạng tuổi Tân Mùi năm 1991. Và khi xem tử vi chọn đời cho tuổi 1991 thì Bình An Tử Vi thấy rằng con đường công danh của những người nam mạng tuổi Tân Mùi tuy không được sáng tỏ hoàn toàn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người thân ở thuộc tiền vận thì công danh cũng có được một số thành quả đáng kể. Còn về sự nghiệp thì sẽ được thuận lợi hơn, và còn con đường công danh của họ thì có thể đạt được thành công ở mức trung bình mà thôi. Và gia đạo của những người nam mạng tuổi Tân Mùi thì có một số khúc mắc nhưng rồi cũng sẽ được tốt đẹp. Nói chung là cả đời thì phần gia đạo cũng không có gì đáng chú ý. Và sự nghiệp thì của những người này thì sẽ phải trải qua rất nhiều những biến động lên xuống thất thường, nhưng sẽ được phát triển vững chắc từ năm 36 tuổi trở đi. Về tiền bạc thì vào nhiều mà ra cũng nhiều, và không được vững chắc, và phải từ năm 40 tuổi trở đi thì mới có thể vững chắc hơn về tiền bạc được. Như vậy quý bạn đã có thêm góc nhìn về cuộc sống, tình yêu, gia đạo của mình rồi đúng không? Giờ mời quý bạn hãy cùng tìm hiểu về tuổi hợp làm ăn, tuổi hợp nên duyên vợ chồng và diễn biến cuộc đời mình từ năm 20 tới ngoài 60 tuổi nhé. Tiếp theo là tuổi hợp để làm ăn với nam mạng tuổi Tân Mùi năm 1991. Và khi xem tử vi chi tiết cho cuộc đời nam mạng tuổi Tân Mùi thì những tuổi này là những tuổi rất hợp cho sự làm ăn của quý bạn. Hợp tác và hùn hợp hay là công tác thì đều gặp được nhiều kết quả khả quan, và trong cuộc đời thì không bao giờ có sự thất bại hay là những thắc mắc và buồn tủi xảy ra. Đó là các tuổi hợp với tuổi Tân Mùi như là tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý và Kỷ Mão. Và những tuổi trên đây thì rất hợp với tuổi Tân Mùi trong tất cả các công việc làm ăn hay là mọi khía cạnh của cuộc đời. Tiếp theo là chọn lựa tuổi vợ hợp với nam mạng tuổi Tân Mùi năm 1991. Thứ nhất là trong việc xây dựng hôn nhân thì quý bạn cần phải lựa chọn kỳ được cho những tuổi này, đó là tuổi Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, Kỷ Mão, Kỷ Tỵ và Canh Ngọ. Thứ hai, sau đây là những tuổi mà chỉ hợp với tuổi Tân Mùi về đường tình duyên mà không hợp về sự phát triển của công danh và sự nghiệp, và chỉ có thể sống một cuộc đời vừa đủ để nuôi thân hay vừa để trang trải gia đình. Đó là các tuổi
Nhâm Thân và Mậu Dần. Thứ ba là những tuổi sau đây thì không hợp cho tuổi Tân Mùi về đường tình duyên và phát triển sự nghiệp. Hợp hôn với những người tuổi này thì chỉ có thể tạo ra được một cuộc sống nghèo khổ và làm ăn khó khăn và khó tạo lấy một sự nghiệp. Vì số phận của cả hai tuổi hợp lại thì sẽ không đem lại những vững chắc cho cuộc đời. Đó là các tuổi được kể ra sau đây. Đó là Giáp Tuất, Ất Dậu và Bính Tuất. Thứ tư là có những năm mà quý bạn thì quá xung khắc và không nên cưới vợ và những năm mà quý bạn ở vào số tuổi này. Và nếu thành hôn thì quý bạn sẽ có sự gãy đổ nửa chừng khi gặp cảnh trái ngang cho vấn đề hạnh phúc. Đó là những năm mà quý bạn ở số tuổi 17, 25, 29, 35, 41, 47 và 53 tuổi. Và cuối cùng là quý bạn sinh vào những tháng này thì coi chừng cuộc đời của quý bạn sẽ có nhiều thê thiếp hay là có nhiều vợ trong một lúc hay là suốt cuộc đời. Đó là tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng có số đào hoa nên được nhiều người khác phái ưa thích. Đó là quý bạn sinh vào những tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 8, tháng 9 và tháng 12 âm lịch. Tiếp theo là những tuổi đại kỵ với nam mạng tuổi Tân Mùi năm 1991. Tuổi đại kỵ với tuổi của quý bạn năm 1991 nam mạng gồm có tuổi Tân Mùi, tuổi Đinh Sửu, tuổi Canh Thìn, tuổi Quý Mùi, tuổi Kỷ Sửu, tuổi Mậu Thìn và tuổi Ất Sửu. Và tuổi Tân Mùi thì kết hợp với các tuổi ở trên thì làm việc gì cũng gặp thất bại và tình duyên thì chịu nhiều đắng cay và buồn đau. Và khi tiến tới hôn nhân thì ít được mặn nồng còn đang dang dở và xa cách triền miên đã không có thành như ý mà còn khiến cho hao tổn tài của và đặc biệt là tránh tiến hành hôn nhân đại sự. Và thậm chí thì có thể gây nguy hiểm tới tính mạng và lâm vào cảnh bế tắc và túng quẫn. Nói chung là xung khắc đại kỵ về mọi đường. Tiếp theo là những năm khó khăn nhất của nam mạng tuổi Tân Mùi năm 1991. Cuộc đời quý bạn của năm 1991 nam mạng thì cũng có những năm khó khăn nhất. Làm ăn thì khó nắm được phần thắng lợi và việc gia đình cũng có nhiều thắc mắc và lo ngại và nhiều biến cố trong cuộc đời. Đó là những năm mà quý bạn ở số tuổi 25, 29, 33 và 43 tuổi thì quý bạn thì nên đề phòng những năm này vì những năm này thì chẳng những xung khắc tuổi của quý bạn về vấn đề tiền bạc, khó khăn về cuộc sống mà còn gặp những tai nạn bất ngờ. Tiếp theo là những hướng tốt và xấu với nam mạng tuổi Tân Mùi năm 1991. Đầu tiên là về hướng tốt. Thứ nhất là hướng sinh khí, tức là hướng đông. Nhà này thì làm ăn thịnh vượng và phát đạt và thành danh, có chức có quyền và con cháu đông đúc và tài giỏi, gia đình thì hài hòa. Thứ hai là hướng thiên y, tức là hướng đông nam. Nhà này thì lúc đầu tốt và làm ăn thuận lợi và người nhà thì thành danh và phụ nữ thì đức độ, nhưng càng về sau thì nam giới càng yếu kém và dễ ốm đau, chết sớm và nhà có nhiều quả phụ. Thứ ba là hướng diên niên, tức là hướng bắc. Nhà này thì làm ăn hanh thông, người nhà thì khỏe mạnh và con cháu giỏi giang và thành đạt, nhưng khuyết điểm là thủy hỏa tương xung và nên tìm cách để hóa giải. Và cuối cùng là hướng phục vị, tức là hướng nam. Nhà này thì ban đầu làm ăn khá và có tài sản tích lũy nhưng lại không phất lên được. Nhà thì thuần âm, dương khí kém nên nam giới trong nhà thì yếu và đoản mệnh. Và cuối cùng là về hướng xấu. Đầu tiên là hướng tuyệt mệnh, tức là hướng tây bắc. Và theo tử vi ngày nay thì hướng nhà này thì làm ăn kém và thường gặp nhiều rủi ro tai họa. Và người nhà thì không thọ và nam giới thì chết trẻ và có nhiều quả phụ. Thứ hai là hướng ngũ quỷ, tức là hướng tây. Nhà này thì âm thịnh và dương suy, nam giới thì yếu kém và đoạn mệnh. Và con gái thứ trong nhà thì thường gặp chuyện không hay và gia vận thì sa sút. Thứ ba là hướng lục sát, tức là hướng tây nam. Nhà này thì âm thịnh và dương suy, phụ nữ nắm quyền và nam giới thì chết sớm. Và cuối cùng là hướng họa hại, tức là hướng đông bắc. Nhà này thì nghèo khổ, vất vả và gặp nhiều tai họa và thị phi. Là màu sắc hợp và kỵ với nam mạng tuổi Tân Mùi năm 1991. Nam mệnh sinh năm 1991 thuộc cung là cung ly và hành hỏa thì nên dùng các màu tương sinh như xanh lá cây, xanh lục thuộc hành mộc vì mộc sinh hỏa và màu tương hợp thuộc hành hỏa là đỏ, hồng, tím và cam và màu chế ngự được thuộc hành kim là trắng, xám và ghi. Và kỵ với các màu thuộc hành thủy vì thủy khắc hỏa là đen và xanh nước biển và không nên dùng màu vàng và màu nâu thuộc hành thổ vì hỏa sinh thổ dễ bị sinh xuất và giảm đi năng lượng. Và cuối cùng là diễn tiến cuộc đời theo từng năm của nam mạng tuổi Tân Mùi năm 1991. Thứ nhất là từ năm 26 tuổi cho đến năm 30 tuổi. Năm 26 tuổi thì cuộc sống của quý bạn có nhiều triển vọng thành công tốt đẹp và công việc làm ăn thì dễ dàng thu được thành quả, nhất là vào tháng 3 và tháng 7 và tháng 12 âm lịch.
năm 27 tuổi thì tình duyên có tiến triển đôi phần, vào tháng 8 và tháng 10 âm lịch thì sự nghiệp lên cao và bền chắc nhất. Vào năm 28 tuổi, nhìn chung thì bình thường, tuy nhiên thì vẫn phải để ý cẩn thận vào các tháng kỵ sau đây là tháng 6, tháng 8 và tháng 11 âm lịch. Và những tháng kể trên đối với tuổi Tân Mùi thì rất kém may mắn trong mọi mặt, và còn những tháng khác thì trung bình. Và trong năm 29 tuổi, thời gian này thì gia môn gặp sự bất ổn và sứt mẻ về tình cảm, và tránh lời ra tiếng vào trong hai tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Nếu không thì mọi chuyện trong nhà không những chưa giải quyết xong mà còn ngày càng trở nên căng thẳng và sầu muộn. Năm 30 tuổi thì khoảng thời gian này của tuổi Tân Mùi cần đề phòng tai nạn và bệnh tật. Tiếp theo là từ năm 31 tuổi cho đến năm 35 tuổi. Năm Tân Mùi 31 tuổi thì bình thường, công danh sự nghiệp thì như tài chính thì điều hòa. Hai năm 32 và 33 tuổi thì khoảng thời gian này là thời điểm mà quý bạn có thể phát triển nhanh chóng con đường làm ăn và thu được khá nhiều thành công. Và năm 34 tuổi thì ngoại trừ 2 tháng 8 và tháng 10 âm lịch xung kỵ mà thôi. Năm 35 tuổi thì đây là một khoảng thời gian đàn ông Tân Mùi phải trải qua nhiều gian nan và lận đận nhất trong cuộc đời. Và vào thời điểm này thì cho dù tuổi này cố gắng giải quyết chuyện rắc rối mâu thuẫn thế nào thì cũng không được kết quả như ý. Tiếp theo là từ năm 36 tuổi cho đến năm 40 tuổi. Vào năm 36 tuổi thì tài vận của quý bạn thì có nhiều vấn đề rắc rối, và nhất là vào tháng giêng, tháng 2 và tháng 3 âm lịch. Năm 37 tuổi thì quý bạn sẽ thu được nhiều thắng lợi vào tháng 6 và tháng 8 và tháng 10. Nhưng quý bạn thì nên cẩn trọng vào tháng 7 âm lịch và các tháng khác thì đều tốt đẹp. Còn vào khoảng giữa năm 47 tuổi thì cuộc sống của quý bạn được ổn định tốt đẹp hơn cả về tài lộc lẫn tình cảm và gia đạo. Và năm 38 tuổi là một năm tốt đẹp về tài lộc, nhưng quý bạn thì nên cẩn thận vào tháng 3 âm lịch và các tháng khác thì trung bình. Còn 2 năm 39 và 40 tuổi thì có chút rắc rối xảy ra không quá nghiêm trọng, và có thành công về tiền bạc, gia đạo thì tốt đẹp. Tiếp theo là từ năm 41 tuổi cho đến năm 45 tuổi. Đoạn thời gian này là đoạn thời gian của tuổi Tân Mùi chắc chắn tạo dựng và giữ gìn bền vững công danh sự nghiệp của mình. Và các năm này thì yên bình và thanh nhàn nhất của cuộc đời họ. Tuy vậy thì bạn nên đề phòng những rắc rối và tang gia trong gia tộc vào năm 41 tuổi và năm 43 tuổi. Và cuối cùng là từ năm 46 tuổi cho đến năm 50 tuổi. Thời gian này thì đời sống của Tân Mùi yên ấm hơn, và con đường làm ăn cũng như gia môn cũng được hưởng nhiều thành quả, vững chắc bền lâu. Nói chung thì mọi khía cạnh của cuộc đời tốt đẹp trong các năm này, bạn nhé. Cảm ơn quý bạn đã xem video tới đây. Chắc hẳn quý bạn đã có những suy nghĩ toan tính cho cuộc sống của mình rồi đúng không? Lưu ý rằng đây chỉ là những dự đoán chung cho tuổi của quý bạn và sẽ ứng biến vào cuộc sống của quý bạn ở từng thời điểm khác nhau. Nếu muốn xem tử vi chi tiết cho cá nhân, quý bạn đừng quên chia sẻ bài viết này và comment giờ, ngày, tháng, năm sinh xuống phía dưới. Bình An Tử Vi sẽ giải luận cùng quý bạn nhé! Rất hân hạnh khi nhận được comment của quý bạn ở phía dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở các video tiếp theo.